phải tôi đã nói gửi lại vào buổi chiều sao? Xin sao trời cái gì gửi lại vào buổi chiều? Lê Câu, không phải nói sáng nay ký hợp đồng sao? Enzo à, em nào sợ kẻo gì? Anh mang hợp đồng em ký phút mốt, anh mau mang tiền tới em cần gấp lắm rồi. Được rồi, sắp đến rồi. Lê Câu đi ra phòng khách ở căn biệt thự. Lúc này, một con mèo trắng đi bộ đến. Bạch Tuyết à, Bạch Tuyết luôn ở bên tôi vào kiếp trước. Bạch Tuyết ở bên tôi phải 3 năm liền, một năm sau khi đại dịch thay mà xuất hiện, có Bạch Tuyết đồng hành cùng những tháng này. Rồi một ngày trong trận chiến, Bạch Tuyết nhảy ra cứu tôi một mạng nên đã không qua khỏi. Lần này anh sẽ bảo vệ mày. Mà mình phán ốc định làm gì? À đúng rồi, mua cá hồi cho Bạch Tuyết ăn. Chào ông chủ lý, tôi muốn đặt hàng 10.000 hộp cá hồi và 10.000 hộp thức ăn cho mèo. Thức ăn cho mèo đó không cần nữa, tất cả đều phải cá hồi gửi cho tôi vào buổi tối. Chung cửa vang lên có tiếng xe ở cổng. Là một chiếc dâu do si màu đen dừng ở cổng. Là lão Dương đưa tiền đến. Lê Câu vội mở cổng. Dâu đến do si chạy vào sân trước của biệt thự, dừng lại trước cửa. Cửa bên xe phụ mở ra, một cô em xinh đẹp bước. Người đẹp tóc dài xuống xe,